đọc báo của báo tuổi trẻ online. Cô già miền ký ức. Cảm ơn mạnh Tất đã cho Bình một chốn đương náo mỗi khi nhớ mẹ. Với cái trăng ảo này, Bình được an ủi rất nhiều. Báo tuổi trẻ ta ngày 25 tháng 2. Tình yêu của Bình dành cho mẹ chừng đối đau nhớ mong không có hồi đáp khi không còn người bên cạnh giờ đã có chỗ. Đó là một trong rất nhiều những tâm sự trên nghĩa trang online. Một, Bình đã ra đi vì căn bệnh ung thư máu với rất nhiều hoài bão của tuổi trẻ tràn đầy chữ sống và tất cả còn lại chỉ là kỷ niệm. Trong bàn tạo mộ cho Hoàng Ngọc Phủ Bình vào ngày 29 tháng 2 trên nghĩa trang online gửi tâm sự khi một của Bình ở tận Huế, bạn bè hiếm có diệt viếng. Không hẹn, 20 ngọn đến của những người bạn của Bình ở Huế, thành phố Hồ Chí Minh và khách của gửi trang online được thắp lên cùng một phút mặc niệm cho người số, số với những dòng ký ức. Hãy hiểu rằng bạn đã sống 25 năm thật có ý nghĩa. Chúng mình đang cố gắng sống vì hài bảo của chính mình và một phần hoài bảo của bạn đó, Bình ơi. 2. Cuộc sống mưu sinh xa nhà. Anh em út Bình mỗi người một nơi. Những lần viếng mẹ cùng nhau thật hiếm hoi và quan trọng nhất là những tâm sự muốn bày tỏ cùng mẹ gọi mẫu áo bình xây cho mẹ trên nhớ mãi vn từ 25 tháng 2 đến nay đã là điểm hẹn để mỗi ngày bình anh hai chị hai hai cháu nội Tom và Susu Su gặp nhau thắp nến thắp hương và gửi gắm tình cảm cho mẹ cho bà ba mong bạn giúp tôi lập mộ dành cho người yêu tôi đã mất để tôi luôn có một cái gì đó nhớ đến mối tình đầu của mình bạn trẻ có nick anh cô đơn xin gửi tâm sự. Người bộ 6 năm, anh lập cho người vợ sắp cưới như một đoạn phim ngắn cho câu chuyện tình buồn khi tai nạn đã cướp đi người anh yêu quý đúng hai tuần trước ngày cưới. 4. Khi ba bệnh, con chẳng làm được gì. Giờ đã có muộn để con chuột lỗi lầm. Hy vọng với một bi này, con sẽ thăm viếng và thắp nhang cho ba mỗi ngày. Ba ơi, ngày mai con ty rồi. Mong ba hãy phù hộ cho con Chị hai đã có anh hai rồi, để con dẫn anh hai xuống bộ ba cho ba biết mặt ảnh nha ba. Một tuần nay, từ khi tạo ra một ngôi mộ nhỏ cho cha, sói trẻ luôn cập nhật giữa dòng tâm sự như khi còn gặp ba mỗi ngày. Và không chỉ thế, nghĩa trăng ảo không chỉ là sự chia ly, dùng nhớ, mà có cả những câu chuyện chia sẻ kết bạn. Bạn không có điều kiện online, mình sẽ thay mặt bạn tắp hương cho mẹ nhé. Xin cảm ơn tình cảm của bạn mình sẽ vào viếng mẹ mỗi khi có thể. Mình và bạn cùng bắt tay xây mộ giúp những người khác nhé. Nghĩ trang trên Internet là ảo, nhưng tình cảm của mọi người là thật. Mỗi lần là vào đây, tôi từng người lặng trước bằng hình để đọc những dòng tâm sự, cảm nhận nỗi đau không phải của mình, hiểu và đến với nhau hơn.